Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin hân hoan chào mừng quý vị đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Thì hôm trước mình đã làm cái đề tài về ông Trương Vĩnh Ký, và hôm nay phần tiếp theo mình sẽ làm về ông Nguyễn Trường Tộ. Và ông này theo như sử sách từ thuở nhỏ, biết bao nhiêu thế hệ chúng ta đã lầm tin những kẻ nhồi sọ và những kẻ truyền bá những tư tưởng không đúng đắn với lịch sử chân thật của ông. Hôm nay mình muốn làm những đề tài này là để trả lại cho những người này một lịch sử đúng đắn hơn. Và bài viết của Bùi Kha và Trần Trung Ngọc đã kết hợp viết dẫn chứng cụ thể hơn để làm sáng tỏ hơn những nhân vật lịch sử mà chúng ta đã kinh qua. Nguyễn Trường Tộ được vinh danh sai lầm qua nhiều thế hệ. Sự nhầm lẫn này không những xảy ra ở lĩnh vực cá nhân mà ngay cả trên tầm cỡ quốc gia nữa. Lý do của sự sai lầm là vì thiếu sử liệu, bị thu hút vào những cụm từ cá canh tăng, đổi mới, thực dụng, kỹ thuật, kế hoạch thu hồi, bổ túc kế hoạch, đánh úp gia đình. Và nhất là nghe theo sự dạy dỗ sai lầm của nhà trường hoặc lời truyền tụng của những người đi trước. Năm 1996, nhận thấy sự sai trái của ông Trương Thâu, giáo sư Viện Sử học Hà Nội, trong việc phụ họa với linh mục Hồng Nhuệ, Nguyễn Đắc Xuyên, Nguyễn Khắc Xuyên, qua việc cố tình dịch sai cụm từ Blood Caesar Sodas để nghe che đậy cái tội vận động thực dân Pháp đánh chiếm nước ta của linh mục Alexander Roth. Nên tôi đã viết bài biện chính, từ đó tôi đâm ra nghi ngờ việc vinh danh một số nhân vật đã từng cộng tác với Pháp, trong đó có ông Nguyễn Trường Tộ. Năm 1998, tôi nghiên cứu để viết về ông. Bài viết có tựa đề Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tăng, in trong cuốn Nguyễn Trường Tộ thực chất con người và di thảo. Tác giả là Trần Trung Ngọc và Bùi Kha, bút hiệu là Nguyễn Kha. Năm 2001, ông Hoàng Thanh Đạm viết bài phê bình cuốn sách của chúng tôi. Và đây là một cơ hội tốt để chúng tôi kiểm chứng lại sự nghiên cứu của mình. Đó là lý do của sự ra đời bài thảo luận với cụ Hoàng Thanh Đạm về Nguyễn Trường Tộ tháng 10 năm 2002. Đài BBC phỏng vấn tôi về nhân vật được vinh danh sai lầm này. Để độc giả dễ tìm hiểu tâm chất và thành trạng của ông Nguyễn Trường Tộ sau những mỹ từ canh tăng, đổi mới, thực dụng, chúng tôi tổng hợp 3 bài viết nói trên cùng một tác giả để cho ra đời cuốn Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tăng. Ngoài ra, để việc nghiên cứu và luận biện được mang nhiều tính khoa học, khách quan và công minh, nên phần phụ lục chúng tôi xin phép tác giả để đăng lại 3 bài về Nguyễn Trường Tộ, một ca ngợi chúng tôi. Của ông Nguyễn Xuân Phong, bài giới thiệu và ca ngợi sách ông Hoàng Thanh Đạm của Thúy Nga trên báo Tuổi Trẻ, và một bài phê bình chúng tôi của ông Hoàng Thanh Đạm. Với những tài liệu không thể phủ bác, nhất là tài liệu mật và những bức thư do chính ông Nguyễn Trường Tộ viết chứ không phải người nào khác, sẽ giúp độc giả thấy rõ một con người vì ngoại bang mà viết những bản gọi là điều trần gửi lên vua Tự Đức, nhưng lại thực được ngụy trang sau những danh từ hoa mỹ như canh tăng, đổi mới, để dối gạt triều đình và làm lại cho một quốc gia mà chính ông ta được sinh ra, lớn lên và chết trên đó. Dĩ nhiên là sự nghiên cứu của chúng tôi cũng không thể tránh khỏi sự thiếu sót, rất mong được các bậc cao minh chỉ giáo. Bùi Kha. Đó là phần mở đề. Mình sẽ làm một cái video này nó thành 2-3 phần gì đó. Thứ nhất là phần 1, tổng quát tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ qua 50 bản điều trần và những ca ngợi về ông. Có nhiều điều khiến cho tôi lúc viết về Nguyễn Trường Tộ. Thứ nhất, nhiều thế hệ học sinh như tôi lúc còn nhỏ được cô thầy dạy cho biết Nguyễn Trường Tộ là một nhà canh tăng lớn. Nhưng rất tiếc triều đình vua Tự Đức vì ngu muội, hẹp hòi và cố chấp nên đã không áp dụng những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ. Nên Việt Nam bị nghèo đói, chìm đắm nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ và bị ngoại bang đô hộ. Lời dạy ấy vẫn ám ảnh mãi trong tôi,
và có lẽ cũng như một số lớn các học sinh khác. Thứ hai, khoảng hơn 125 năm qua, hầu như chưa có một bài viết nào khá xúc tích của phía hoàng tộc để minh oan, hoặc ít nhất là nói lên quan điểm của mình về lời cáo buộc mà đa số những học sinh như tôi đã được dạy như trên. Thứ ba, theo sự liệt kê của linh mục Trương Bá Cần, tác giả cuốn Nguyễn Trường Tộ, Con Người và Di Thảo, xuất bản năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì có khoảng 60 tác giả viết về Nguyễn Trường Tộ. Trong số 60 tác giả này, có vị là thầy của những bậc thầy. Số còn lại hầu hết là những nhà nghiên cứu đứng đắn với kiến thức sâu rộng. Tôi chưa có cơ hội đọc được nhiều bài trong số gần 100 bài của 60 tác giả nói trên. Nhưng nhìn các tựa đề của các bài viết, chúng ta có thể tuyên đoán được phần nào về nội dung của chúng. Nguyễn Trường Tộ hầu như hoàn toàn được ca tụng hơn là bị phê phán, mặc dù phần lớn các bậc lão thành này chẳng hạn không hẳn có một tín ngưỡng với Nguyễn Trường Tộ. Một trong những tác giả là Nguyễn Trọng Thuật, trong bài Nguyễn Trường Tộ trên lịch sử Việt Nam đăng trong Nam Phong tạp chí số 180 tháng 1 năm 1933, gọi Nguyễn Trường Tộ là bậc vĩ nhân, người kế tiếp là Từ Ngọc Nguyễn Lân. Trong cuốn Nguyễn Trường Tộ xuất bản tại Huế năm 1941 có những lời ca ngợi như sau. Viết cuốn sách nhỏ này về Nguyễn Trường Tộ tiên sinh, tôi không dám có cao vọng khảo cứu tường tận về học thức, tài hoa, sự nghiệp của bậc vĩ nhân đệ nhất của nước Nam. Một người như thế đáng cả quốc dân tôn sùng, được đồng bia đá, tượng đồng bia đá kể cũng còn là ít. Thứ tư, giáo sư Trương Thâu, phó tiến sĩ sử học thuộc Viện Sử học Hà Nội, có một bài viết về Nguyễn Trường Tộ sâu sắc, đầy đủ và tập cỡ nhất mà dưới đây tôi trích đăng bài này mới thêm vào lần này để hầu độc giả. Cách đây 30 năm, khi mới về công tác tại khoa sử học trường đại học tổng hợp Hà Nội, tôi được các giáo sư Trần Văn Dào, Cao Xuân Huy hướng vào nguyên cứu Nguyễn Trường Tộ, nhà yêu nước cải cách lớn của lịch sử cận đại Việt Nam, bắt tay vào việc sưu tầm, đọc, dịch văn bản, tìm hiểu con người và cuộc đời của Nguyễn Trường Tộ. Tôi ngày càng bị hấp dẫn bởi hệ thống những tư tưởng cải cách tiến bộ và hơn hết cả tấm lòng thiết tha vì yêu nước, vì dân của ông. Sau đó, để đánh dấu cho bước đầu nghiên cứu Nguyễn Trường Tộ vào năm 1961, tôi và anh Đặng Huy Vận, nay đã qua đời, đã cộng tác với nhau viết chuyên luận những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ thứ 19 nhằm bổ sung cho giáo trình lịch sử cận đại Việt Nam. Đề tài Nguyễn Trường Tộ cũng được đặt ra cho một số sinh viên khoa sử làm khóa luận tốt nghiệp trong một số năm học. Sau ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất nước nhà, trong niềm vui chung của nhân dân nước, tôi có thêm một nguồn vui riêng. Vấn đề Nguyễn Trường Tộ có cơ may sẽ được nghiên cứu trên nhiều chiều, kích chung hơn, rộng hơn. Rồi một ngày đầu xuân năm 1976, tôi gặp anh Trương Bá Cần. Thật đúng là có cái duyên kỳ ngộ. Thuở còn đi học ở Pháp năm 1962, anh đã gửi cho tôi theo địa chỉ của tác giả cuốn sách Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ 19 được lọt sang Paris hồi đó. Thư của anh hỏi tôi nhiều vấn đề liên quan đến Nguyễn Trường Tộ, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, tôi đã không đáp ứng được yêu cầu của anh. Gặp anh Trương Bá Cần giữa thành phố Sài Gòn đã giải phóng, vui mừng khôn xiết. Tôi có thêm một người bạn là nhà sử học để chia sẻ những nỗi niềm, những suy nghĩ về đề tài Nguyễn Trường Tộ mấy lâu nay hằng ôm ấp, nhưng ở hoàn cảnh tôi thật khó có thể tiếp tục triển khai. Theo tôi, chỉ có anh là người có đủ điều kiện nhất để hoàn thành sứ mệnh khoa học này. Anh Trương Bá Cần là người từng theo dõi, tìm hiểu Nguyễn Trường Tộ trước tôi nhiều năm, từ năm 1942 khi anh còn học ở chủng viện xã đoàn gần quê hương của anh Nguyễn Trường Tộ. Anh lại có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn tài liệu. Anh vừa là một nhà khoa học, vừa là một linh mục thầy lòng, đầy lòng ngưỡng mộ đối với người công giáo yêu nước Nguyễn Trường Tộ. Nên về nhiều mặt
anh thuận lợi hơn so với tất cả những người nghiên cứu khác. Thực tế đã chứng tỏ đúng như vậy. Những tài liệu về Nguyễn Trường Tộ và liên quan đến Nguyễn Trường Tộ mà anh tập hợp được từ nhiều nguồn trong nhiều chục năm nay là cứ hết sức phong phú, từ các văn bản Hán Nôm của các thư viện ở miền Bắc và ở miền Nam, từ các sách báo tạp chí tiếng Việt và tiếng Pháp ở trong nước và ở ngoài nước, từ các tài liệu của các tủ sách và thư viện các gia đình mà anh biết được. Anh đã bỏ ra không ít công phu để tra cứu, đối chiếu, phối kiểm để giới thiệu và chú thích một cách rất cẩn thận. Tóm lại, anh đã giám định, khảo chứng và xử lý các văn bản một cách khoa học với tất cả công sức, công lao bền bỉ và nghiêm túc trong nhiều năm tháng. Cho đến nay đã cho ra mắt công chúng công trình khoa học Nguyễn Trường Tộ, Con Người và Di Thảo. Đây là một tập đại thành về Nguyễn Trường Tộ của ba thế hệ nghiên cứu từ năm 20 đến nay. Qua toàn bộ di thảo của Nguyễn Trường Tộ được công bố lần này, những nhà làm công tác nghiên cứu khoa học, nhất là các ngành khoa học xã hội như lịch sử, triết học, kinh tế học, xã hội học sẽ có thể khai thác, lấy ra rất nhiều vấn đề để nghiên cứu. Bởi vì có thể nói Nguyễn Trường Tộ đã đề cập đến hầu hết mọi vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, như là một hệ thống các vấn đề cần phải cải cách đổi mới ở xã hội đương thời, đặc biệt về đường lối xây dựng phát triển kinh tế làm cho dân giàu nước mạnh. Đối với Nguyễn Trường Tộ luôn luôn được coi là một vấn đề cốt tử nhất. Về đường lối chiến lược là khá toàn diện và sâu sắc, về sách lược biện pháp thực hiện là cụ thể và rõ ràng, về thái độ và tấm lòng thành của ông là vô cùng chân thành và cảm động. Ông đã kiên trì đề bạt những kiến nghị cải cách đó trong hơn 10 năm ròng rã, đến mức độ khi bị bệnh phải nằm ngửa để viết tiếp các bản kiến nghị, ông vẫn không chán, không chùng. Vì như ông vẫn tự xác định, biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Những vấn đề về Nguyễn Trường Tộ đặt ra cách đây trên 120 năm đối với chúng ta ngày nay, trong thời điểm lịch sử của những tháng ngày sôi động trước phong trào đòi lại đổi mới tư duy hiện nay, vẫn còn có một ý nghĩa thời sự, vẫn có những giá trị tham khảo nhất định. Cách đây không lâu, tôi có một anh bạn lớn tuổi, từng là cán bộ khoa học có trình độ lý luận cao và đã có một quá trình công tác cách mạng lâu dài. Sau khi tôi đưa ra cho mượn đọc một số di thảo của Nguyễn Trường Tộ, đọc xong, anh đã xúc động nói rằng: quả tình, càng đọc Nguyễn Trường Tộ, tôi càng thấy xót xa, thương cảm ông, càng giận vua quan, triều đình, nhà Nguyễn. Và ông bạn này nói thêm: giá như những di thảo của Nguyễn Trường Tộ, nhất là tập tế cấp bát điều, được công bố sớm hơn, trước đại hội thứ 6 của đảng ta chẳng hạn, thì nhân dân ta, các cán bộ lãnh đạo cũng tham khảo được một số ý kiến rất chính xác của một nhà yêu nước, sớm có tư duy đổi mới, sớm có một hệ thống những vấn đề cải cách xã hội và kinh tế xuất sắc, thật đáng cho mọi người kính phục. Công trình nghiên cứu của Nguyễn Trường Tộ, Con Người và Di Thảo ra đời có thể là hơi muộn so với đòi hỏi của công chúng, nhưng giá trị khoa học của nó vẫn y nguyên. Tấm lòng của Nguyễn Trường Tộ đối với sự nghiệp canh tân đất nước vẫn là như hoa quỳ luôn hướng về mặt trời. Chính vì vậy mà cách đây đúng 80 năm, nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu khi viết về cuốn Việt Nam Quốc Sử Khảo xuất bản tại Nhật Bản năm 1908 đã nhận định, đánh giá rằng ông chính là người đã giống cái mầm khai hóa trước tiên ở nước ta. Và có lẽ cũng do có sự chỉ dẫn đó nên người viết cũng dòng những dòng này sớm có duyên nợ với Nguyễn Trường Tộ, luôn dõi theo công trình nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ. Và hôm nay niềm vui của tôi thật sự được dâng lên với công trình nghiên cứu mới này. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 1988, Chương Thâu, Phó Tiến sĩ Sử học, trích từ bài viết có tựa đề Lời Bạc trong tác phẩm của Linh Mục Trương Bá Cần, sách đã dẫn trang 487, 490 và 491. Thứ năm, tại Hải Ngoại tập sang thế kỷ 21 là một tạp chí đứng đắn, số tháng 12 năm 1991, nhà văn Thuế Uyên
điểm cuốn Nguyễn Trường Tộ, Con Người và Chi Thảo của Trương Bá Cần, Thế Uyên đọc, có những lời nhận định như sau. Trương Bá Cần là một linh mục tốt nghiệp tiến sĩ về môn sứ ở Paris từ rất lâu trước năm 1975. Về phần Con Người, Nguyễn Trường Tộ sâu khảo của Trương Bá Cần thật đầy đủ, công phu đến tận chi tiết, điều đó là lẽ đương nhiên, vì không là như thế làm sao lấy được bằng tiến sĩ của Pháp. Người đọc không khỏi ngậm ngùi vì hai lý do sau. Lý do thứ nhất là tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ rộng lớn bao quát hơn chúng ta có thể tưởng. Lý do thứ hai là tại sao vua quan Việt Nam thời Tử Đức lại không biết nghe theo Nguyễn Trường Tộ, không bổ nhiệm ông làm thủ tướng toàn quyền, thì cũng phải mời ông ngồi vô ngôi vị cố vấn khoa học kỹ thuật tối cao cho vua triều, vua và triều đình, trang 66. Thứ sáu, gần đây hơn, cuối năm 1992, Viện Khoa học Xã hội Trung tâm Hán Nôm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa hội thảo về chủ đề Nguyễn Trường Tộ, nhà cải cách lớn của dân tộc, có 47 bài, gồm cả bài phỏng vấn của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, được chọn đăng trong cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học Nguyễn Trường Tộ với vấn đề canh tân đất nước. Có thể nói đây là một công trình nghiên cứu tập thể gồm nhiều vị giáo sư và nhiều học giả lỗi lạc, các bài viết khách quan nghiêm túc. Ngoại trừ một vài tác giả, phần lớn còn lại là những vị không cùng tín ngưỡng với giáo sĩ Nguyễn Trường Tộ. Điều đó cho thấy việc đánh giá cao về Nguyễn Trường Tộ được phát xuất từ tinh thần khoa học khách quan, không bị vướng mắc bởi tình cảm tôn giáo. Cũng như gần 100 bài viết của các tác giả đi trước, 44 trong số 47 bài của khóa hội thảo này, kể cả bài của tiến sĩ sử học Vĩnh Sính hiện ở Canada, cũng có những nhận định tương tự, nghĩa là xác tín Nguyễn Trường Tộ là một nhà đại tư tưởng. Có những đề nghị cải cách vượt thời đại, ngoại trừ 3 bài của giáo sư Lê Xuân Diệm, giáo sư Phạm Thị Hảo, nhất là bài của nhà nghiên cứu văn học Thái Hồng. 3 tác giả này, nhất là nhà nghiên cứu Thái Hồng, đã có những đánh giá về Nguyễn Trường Tộ tiên sinh qua mối tương quan lịch sử. Tuy vậy, ông Thái Hồng cũng chỉ mới phát họa một bài viết vài nét tổng quát trong việc phê phán Nguyễn Trường Tộ mà thôi. Có thể nói 3 con én chỉ báo hiệu nhưng chưa đủ để tạo mỗi nỗi mùa xuân. Trái lại, hầu hết các tác giả của tuyển tập đã ca tụng Nguyễn Trường Tộ hết mực, mà chúng ta có thể hình dung sự ca tụng này qua lời nói đầu của cuốn sách như sau. Bạn nên đọc quyển sách này vì đây không phải là một tập sách gồm những luận văn bàn về những vấn đề khô khan bổ ích, mà là bài viết về một con người, một trí thức đầy tâm huyết với dân tộc và đất nước. Đây cũng là một dịp để bạn tìm đọc hiểu sâu hơn về vấn đề thế kỷ đau thương và đen tối của Việt Nam, và chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi kinh ngạc khi thấy lóe lên một tư tưởng lớn, một trí tuệ lớn mang tầm cỡ quốc tế, trí tuệ và tư tưởng Nguyễn Trường Tộ. Chắc chắn tuyển tập về Nguyễn Trường Tộ đã có hàng ngàn người đọc. Và cuộc phỏng vấn ban tổ chức khóa hội thảo do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã có hàng triệu người nghe. Nhưng đến nay hầu như chưa có một bài bình luận nào. Gần đây có người quen yêu cầu tôi viết một bài về Nguyễn Trường Tộ. Tôi cảm thấy ngại không dám. Ông bạn lại còn nói thêm Nguyễn Trường Tộ là một tên Việt gia, vì ông ta là người Công giáo, đánh giá một nhân vật lịch sử mà đã có những tiên kiến như thế thì khó mà có thể khách quan và trung thực được. Tôi quan niệm rằng lúc nghiên cứu một nhân vật hay một sự kiện lịch sử, chúng ta nên vượt ra ngoài các tình cảm tôn giáo, ngay cả vượt khỏi tinh thần quốc gia và chủng tộc, mới mong đạt được hiệu quả cao cho công trình nghiên cứu. Với những khó khăn nêu trên, tôi rất lúng túng, không dám suy nghĩ và viết về Nguyễn Trường Tộ, và xem như sự đánh giá về ông đã đến hồi chung cuộc, không nên mất thêm thì giờ vào đó nữa, vô ích. Nhưng sau khi đọc hết 58 bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, có người gọi là 58 di thảo, tôi thấy cần có vài ý kiến của một người thuộc lớp hậu học mà quý độc giả sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên về những hành động và tư tưởng tai hại cho đất nước nhưng lợi ích cho ngoại bang không thể ngờ được của Nguyễn Trường Tộ qua các số liệu chính xác không thể phủ bác.
Nhận xét tổng quát về 58 bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ. 1. 58 bản điều trần được sắp theo thứ tự thời gian từ bài số 1, bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ đại thế luận. Viết vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 1863. Đến bài cuối cùng, thứ 58, bài tựa sách Đàm Thiên Luận. Không thấy đề ngày tháng, không biết vì lý do nào mà linh mục Trương Bá Cần lại sắp bài tựa sách Đàm Thiên vào cuối cùng, thay vì bài di thảo số 56 nên mở cửa không nên đóng kín, viết vào tháng 10, tháng 11 năm 1871. Có lẽ đây là bài cuối đời của Nguyễn Trường Tộ. Ông mất vào ngày 24 tháng 11 năm 1871. Tuy vậy, chi tiết này cũng không đáng quan tâm. Điều quan trọng là qua 58 bản điều trần sắp theo thứ tự thời gian, chúng ta sẽ thấy tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ không được bố cục một cách nhất quán, mà viết theo những biến chuyển của tình hình quân sự và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, cũng như viết theo bối cảnh lịch sử Việt Nam thời bấy giờ để xoáy vào chủ điểm. Tại sao nên hợp tác với Pháp? 2. Với giọng văn điêu luyện sắc sảo, chúng ta thấy Nguyễn Trường Tộ đã sử dụng hai luận điểm chính để thuyết phục dân Việt Nam, nhất là điều triều đình vua từ Đức. Hai luận điểm có tính chiến lược và chiến thuật, đó có thể đặt lên là củ cà rốt và cục xương. Chiến thuật củ cà rốt là đưa ra một miếng mồi béo bổ như khai thác hầm mỏ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên để làm cho dân giàu nước mạnh. Muốn đạt được mục đích đó thì phải làm gì? Trả lời, phải hợp tác với Pháp, phải cầu khẩn giáo hoàng La Mã giúp sức như trong di thảo số 5. Chiến thuật cục xương là đưa ra một số vấn đề nghị không thể thực hiện như chỉnh trang võ bị, đào kênh từ Hải Dương đến Huế, vân vân. Di thảo số 27. Để qua đó buộc triều đình nhà Nguyễn phải mất thì giờ gặm nhắm cái cục xương, không thể để làm gì khác hơn. 3. Nguyễn Trường Tộ khéo léo tài tình, lòng tư tưởng kinh thánh vào hầu hết những bản di thảo, để một mặt thì hăm dọa rằng tạo vật đã định như vậy, sao cưỡng được di thảo số 1. Mặt khác thì an ủi chấp thuận số phận vì tạo vật đã an bài trong nhiều di thảo khác. 4. Một số di thảo thì đưa ra các dữ kiện sai lầm về lề sử liệu để bi thảm hóa tình hình, nhằm kêu gọi người Việt nên hòa với Pháp, di thảo số 1, và thể hiện và để biện minh cho những đề nghị của mình, di thảo số 5 và 27. 5. Nguyễn Trường Tộ nhìn đất nước Việt Nam trong lăng kính gia tôn, mang đầy tính chất cuồng tín, phản tiến hóa của khoa học, để từ đó dẫn đến hai hệ luận. Thứ nhất, Việt Nam là một phần tử trong tổng thể của vạn vật mà tạo hóa đã sáng tạo, do đó không có tự do làm theo ý muốn, di thảo số 2. Và vì là sản phẩm của tạo vật nên phải chịu số phận cần được khai hóa, di thảo số 1. Thứ hai, liên đới với hệ luận thứ nhất về mặt trần thế, do đó Việt Nam nên dùng giám mục, linh mục vào việc canh tân đất nước, di thảo số 17. 6. Có 8 trong số 58 di thảo không có nhiều giá trị cho việc đề nghị canh tân cũng như văn chương học thuật, nên không đáng được quan tâm nhiều như di thảo số 6 về việc mua đóng thuyền máy, di thảo số 7 về việc đào tạo người điều khiển và sửa chữa thuyền máy, di thảo số 9 về việc mua tàu London, di thảo 11 tâm sự với Trần Tiễn Thành, di thảo số 16 bài bạc mừng đào sông Thiết Cảng, di thảo 28 biểu tạ ơn vua tháng 3 năm 1868, di thảo số 56 bài Khải Nguyên tiền sửa cầu, di thảo số 58 bài tựa sách Đàm Thiên Luận, cộng chung có 17 trang, khổ 8 x 11. Trái lại, có 3 di thảo họ giàu không liên quan nhiều đến chính trị, kinh tế hoặc canh tân, nhưng về phương diện văn chương, lý luận và sự kiện thì rất hay, xuất sắc, nhất là tác giả lúc bấy giờ đang ở lớp tuổi 35 và cách đây 130 năm, đó là di thảo số 10 Thảo Thư Gửi Tây Soái, di thảo số 47 về việc cải cách phong tục, di thảo số 50
về việc chỉnh đốn quân đội và quốc phòng. Bài dự thảo này gồm có 18 trang. Bốn dự thảo khác được viết trong bối cảnh bị triều đình tự Đức nghi ngờ, nên giọng văn và ý tưởng có vẻ định bợ hoặc phân trần, hoặc viết để thăm dò ý của triều đình. Đó là dự thảo số 13, ngôi vua là quý, chức quan là trọng. Dự thảo số 40, bổ túc kế hoạch đánh úp gia đình. Dự thảo số 51, cần nắm vững tình hình chính trị ở Pháp. Dự thảo số 52, canh tăng và mở rộng quan hệ ngoại giao, cộng chung có 18 trang. Ngắn gọn, ba loại nói trên gồm có 15 dự thảo, tổng cộng là 53 trang. Số còn lại gồm 43 dự thảo, tổng cộng khoảng 250 trang, tức là chiếm 5 lần so với tổng số 15 dự thảo nói trên. Trong số 43 dự thảo này, có 3 dự thảo dài nhất và gói ghém phần lớn tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ. Đó là dự thảo số 1, bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ. Thiên hạ đại thế luận gồm 6 trang. Dự thảo số 5, kế hoạch làm cho dân giàu, nước mạnh. Dụ tài tế cấp bẩm từ bằng lục lợi từ, 17 trang. Dự thảo số 27, 8 việc cần làm. Tế cấp bát điều, 56 trang. Như vậy, 3 bài chính chứa đựng phần lớn tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ, tổng cộng khoảng 80 trang. 35 dự thảo còn lại chiếm 160 trang. Những tư tưởng trong 35 dự thảo này thường là lặp lại hoặc bổ túc những ý kiến trong các dự thảo khác. Nếu có vài ý kiến mới trong số các dự thảo ngắn này, nhưng những ý kiến đó không có gì đặc sắc lắm, ngoại trừ các dự thảo có tính tôn giáo. Bằng cách phân loại như trên, dĩ nhiên là có tính tương đối, hy vọng độc giả sẽ dễ dàng theo dõi tư tưởng chính yếu của Nguyễn Trường Tộ trong ba dự thảo quan trọng mang tính kinh tế và chính trị. Và bốn dự thảo bàn về tôn giáo trong bài viết này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp chương thứ 2, phần thứ 2.